Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung kiểm tra tiến độ thi công xây dựng một số dự án y tế và giáo dục trên địa bàn huyện Bát Sát. Ngành thuế Lào Cai hỗ trợ người dân doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm. Triển khai chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc xe điện. Tin quốc tế, hãng hàng không Boeing thay đổi thiết kế để ngăn sự cố bung cửa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 8, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng một số dự án y tế và giáo dục trên địa bàn huyện Bát Sát. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo huyện Bát Sát. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công dự án trường Trung học phổ thông số 2 huyện Bát Sát, trường mầm non thị trấn Bát Sát, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Bát Sát và bệnh viện đa khoa huyện Bát Sát. Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm nắm bắt tiến độ thi công xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án y tế và giáo dục trên địa bàn huyện Bát Sát. Thực hiện đề án 24 của tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Đảng bộ thị xã Sapa đã phát triển được hai tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã phường. Theo đó, thành lập mới chi bộ 14, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Cát Cát, trực thuộc Đảng ủy xã Hoàng Liên với 6 đảng viên, và chi bộ 8, khách sạn Tao Sapa, trực thuộc Đảng ủy phường Cầu Mây với 5 đảng viên. Hiện thị xã Sapa có gần 360 đơn vị kinh tế tư nhân đang hoạt động, trong đó 3 đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Thượng ủy chỉ đạo cơ quan tham mưu, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát số đảng viên đang làm việc ổn định trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Phấn đấu thời gian tới sẽ thành lập thêm từ 2 đến 3 chi bộ đảng ở loại hình này. Sau 3 ngày tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thu hút gần 11.000 người tham dự. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 diễn ra trong 3 tuần. Nội dung thi tập trung tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Lào Cai về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí, mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Đến hết ngày 7 tháng 8, toàn tỉnh đã có gần 11.000 người tham gia thi. Bảo Thắng là địa phương có số người dự thi nhiều nhất tỉnh với gần 4.200 người. Thưa quý vị, ngành thuế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng triển khai các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khoảng 2 tháng nay, doanh nghiệp này đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho mọi giao dịch. Người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán, được tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn. Không chỉ minh bạch về giá mà chất lượng sản phẩm cũng được yên tâm hơn. Còn với doanh nghiệp, quá trình vận hành khá thuận tiện và tiết kiệm. Bất kỳ một nhân viên nào có thể sử dụng máy bán hàng hoặc sử dụng điện thoại để có thể là thao tác bán hàng trực tiếp cho khách hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng luôn. Rất là nhanh chóng và gọn, giảm được rất nhiều thời gian cũng như là công việc quản lý. Không phải để ghi chép sổ sách như ngày trước. Hiện nay, 100% cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng cùng hơn 500 hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Lào Cai cũng áp dụng phương thức thanh toán này. Để có được kết quả vừa nêu, ngành thuế đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phân công cán bộ thường xuyên phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về thuế, chống thất thu thuế qua phần mềm. Yêu cầu cán bộ quản lý phân tích hồ sơ, thứ nhất là xem đơn vị đó kinh doanh ngành nghề gì và có thuộc đối tượng phải triển khai hóa đơn từ kết nối từ máy tính tiền.
Nếu thuộc diện triển khai thì sẽ tuyên truyền hướng dẫn phối hợp với nhà mạng trên địa bàn để triển khai theo đúng quy định. Đồng thời cũng là khuyến khích người tiêu dùng khi tiêu dùng hàng hóa để lấy hóa đơn và qua chương trình hóa đơn may mắn của ngành thuế đã triển khai. Ngoài ra, ngành thuế cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo kiên quyết hơn đối với các phòng thuộc Cục Thuế, đối với các chi cục thuế trực thuộc, tăng cường phối hợp hơn nữa với các ngành, với quyết tâm của ngành thuế, cùng với sự phối hợp của các ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện của tỉnh Lào Cai, thì chắc chắn ngành thuế tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thành công nội dung mà hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hiện vẫn còn không ít khó khăn do chưa mang tính bắt buộc, chưa có chế tài xử lý hay chưa đồng bộ về hạ tầng. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các ngành, mỗi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ thuế để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp theo là thông tin thị trường. Thưa quý vị, chuẩn bị cho mùa tự trường năm học mới, cùng với mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, thị trường đồng phục cho học sinh đã bắt đầu sôi động. Năm nay, các bậc phụ huynh có xu hướng mua đồng phục cho con em mình từ sớm, một phần để có thể thoải mái lựa chọn, đặt may, phần khác để giãn bớt các khoản chi tiêu khi bước vào năm học mới. Tại thành phố Lào Cai, đồng phục học sinh may sẵn phần lớn dành cho đối tượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Giá nó rơi vào tầm khoảng từ hơn 100 đến hơn 200, đó là cấp 1. Nó tùy thuộc vào chất liệu nữa. Cấp 2, cấp 3 thì nó rơi vào khoảng hơn 200 đến hơn 300. Giá cả thì vẫn cũng bình ổn thôi, không có gì là thay đổi lắm. Cũng có những cái thay đổi nhưng ít, không đáng kể. Hiện giá các loại đồng phục cho học sinh các cấp học tăng nhẹ. Tuy nhiên chất lượng mẫu mã có nhiều cải tiến và được người tiêu dùng đánh giá cao. Một bộ đồng phục học sinh tiểu học và trung học cơ sở có giá từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng một bộ. Bộ đồng phục dành cho học sinh trung học phổ thông có giá từ 330.000 đồng đến 450.000 đồng một bộ, tùy chất liệu vải. Giải leo núi chinh phục đỉnh Lão Thần lần thứ 7 năm 2024 sẽ được huyện Bát Sát tổ chức với quy mô cấp huyện. Dự kiến giải khai mạc sáng ngày 21 tháng 9 tại thôn Phìn Hồ, xã Y Tý. Tham gia giải, các vận động viên sẽ leo núi đường dốc tự nhiên cự ly 9 km, xuất phát từ chân núi khu vực thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, lên đích là đỉnh Lão Thần. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống làm việc tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài huyện Bát Sát. Khuyến khích khách du lịch, người làm du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương tham gia. Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận giải nhất, nhì, ba và giải chuyên đề cho các vận động viên. Thời gian đăng ký tham gia giải đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2024. Vận dụng khai thác một cách sáng tạo các nền tảng mạng xã hội để làm tốt hơn công tác tuyên truyền lưu động đã và đang được Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Thắng thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực, khẳng định sức mạnh vai trò của chuyển đổi số trong thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền của đơn vị địa phương trong tình hình mới. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, chị Vũ Thị Thanh Thủy đã có thể theo dõi đầy đủ nội dung của các buổi tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện thực hiện. Không chỉ có thể xem đi xem lại, mà chị còn có thể dễ dàng chia sẻ những nội dung đó với mọi người trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Mở cái điện thoại ra và mở đài truyền thanh truyền hình của Bảo Thắng là chúng em cũng có thể là xem được hết các chương trình truyền hình trực tiếp từ đầu đến cuối. Và công nghệ thông tin giờ hiện đại thì giúp chúng em cũng mở mang ra rất là nhiều và phát triển rất là tiến bộ và cũng học hỏi được rất là nhiều ạ. Tôi thấy thông qua cái kênh tuyên truyền này thì bà con nhân dân và tất cả hội viên phụ nữ rất là thuận tiện cho việc tra cứu các thông tin. Tôi thấy là như thế này là rất là tuyệt vời đấy.
Song song với hình thức tuyên truyền truyền thống từ năm 2022, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện Bảo Thắng đã áp dụng phương pháp tuyên truyền trên các nền tảng số, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, các kịch thông tin hấp dẫn đã được trung tâm dàn dựng, diễn và ghi hình tại những bối cảnh thực tế và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Bảo Thắng và trên kênh YouTube. Cho đến nay, đã có trên 40 chương trình văn nghệ và tiểu phẩm tuyên truyền được đăng tải trên các nền tảng, có những chương trình thu hút hơn 1 triệu lượt xem và tương tác. Cái thông tin tuyên truyền đến với người dân được dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn cho người dân tiếp nhận cái thông tin tuyên truyền. Bởi vì người ta có thể xem bất kỳ lúc nào, bên cạnh việc không chỉ xem một lần, người ta có thể xem đi xem lại để thấm nhuần hơn. Với cách làm này thì tác phẩm tuyên truyền được kết nối tới từng cá nhân, làm cho cái việc tiếp cận thông tin không bị độc quyền như trước nữa mà sẽ lan tỏa rộng rãi hơn và thông tin thì được lưu giữ trên mạng xã hội lâu hơn. Qua đó thì hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng. Với hiệu quả đem lại từ phương pháp tuyên truyền trên các nền tảng của Trung tâm Văn hóa Thể thao, Truyền thông huyện Bảo Thắng, càng khẳng định vai trò, sức mạnh của công tác chuyển đổi số là rất quan trọng và là nhu cầu tất yếu trong đổi mới công tác tuyên truyền hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó nghị định quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Theo đó, trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải đảm bảo các điều kiện về thu nhập như sau. 1. Người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng, thực nhận không quá 15 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan đơn vị doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. 2. Người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn là vợ hoặc chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo bảng tiền công tiền lương do cơ quan đơn vị doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập của hai nhóm đối tượng trên là trong một năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, đối với người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, không có hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng. Nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn là vợ hoặc chồng của người đó có tổng mức thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tiếp theo chương trình, hơn 2.000 tỷ đồng thay hàng trăm bộ ghi tuyến đường sắt Bắc Nam. Nâng cao cảnh giác về tình trạng sốc nhiệt. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có cuộc họp với các bộ ngành về triển khai chính sách phát triển phương tiện giao thông xanh và chính sách phát triển trạm sạc xe điện. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cùng các bộ ngành rà soát, đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu, người dân chuyển sang phương tiện giao thông dùng xe điện, nhiên liệu xanh. Bộ Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương bổ sung quy hoạch về trạm, trụ sạc điện trong xây dựng đô thị, hạ tầng giao thông và cần có chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư trạm, trụ sạc điện về đất đai quy hoạch, thuế phí. Bộ Công Thương sớm trình cơ chế tính giá điện cho các trạm sạc. Cục Đường sắt Việt Nam vừa có đề xuất bố trí 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2026-2031 để thay 480 bộ ghi tốc độ cao tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 1.700 km, trải dọc theo hành lang Bắc Nam qua 21 tỉnh thành phố, trong đó có nhiều đoạn đi qua khu vực địa hình hiểm trở núi cao, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc dọc lớn, năng lực thông qua thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn công trình. Mục tiêu đầu tư dự án thay thế các bộ ghi cũ kém chất lượng trên đường chính tuyến bằng các bộ ghi tốc độ cao nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, đồng thời tăng tốc độ chạy tàu thông qua các ga dọc đường, góp phần nâng cao năng lực vận tải, từ đó khai thác hiệu quả năng lực của kiến trúc tầng trên. Những ngày này, nông dân tỉnh Sóc Trăng đang vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Với giá thu mua lúa cao, bà con rất phấn khởi khi lợi nhuận tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Hợp tác xã Tân Lộc Thành năm nay sản xuất 417 hectare
với giống OM18 hiện đang bước vào vụ thu hoạch rộ, giá bán 7.600 đồng 1 kg, trừ chi phí lợi nhuận 35 triệu đồng trên 1 hectare. Gia đình tôi năm nay làm được 1 hectare, đang thu hoạch 750 đến 800 kg cho một công. Thì giá thì lấy cọc thì được 7.400, cao lắm rồi. Xuống giống đúng lịch, sâu bệnh thì nó cũng ít, cho nên là chi phí cái giá thành đầu vào thì nó rất là thấp và thời tiết cũng thuận tiện. Giá lúa năm nay thì tương đối cao hơn năm rồi. Thị xã Ngã Năm là địa phương vùng trũng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng thu hoạch lúa hè thu. Hiện đã thu hoạch trên 16.000 hectare, chiếm 90% diện tích sản xuất. Năng suất 55,5 tạ trên 1 hectare, tăng hơn 3,5 tạ 1 hectare. Cộng với giá lúa tăng cao nên lợi nhuận năm nay đạt khá. Vụ mà hè thu dịch bệnh nó cũng rất là hạn chế. Hiện nay thì năng suất đạt trên 5,5 tấn. Đối với cái diện tích mà chính hiện nay bà con thu hoạch đó, thì phòng cũng đã phối hợp với các xã và chỉ đạo và bơm tát để bà con đảm bảo thu hoạch ở thời điểm tốt nhất. Vụ lúa hè thu năm 2024, tỉnh Sóc Trăng gieo xạ trên 140.000 hectare. Theo ngành chuyên môn, giá lúa thường trong tuần qua tiếp tục tăng nhẹ từ 7.000 đến 7.650 đồng 1 kg và giá lúa đặc sản từ 7.600 đồng đến 9.400 đồng 1 kg. Với giá như hiện nay, nông dân thu hoạch lúa hè thu đảm bảo lợi nhuận cao hơn so với trung bình nhiều năm. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Ngày 7 tháng 8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đã tổ chức phiên họp bất thường tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út theo yêu cầu của Iran để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, trong đó nhấn mạnh tới nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Gambia, quốc gia đang nắm giữ cương vị chủ tịch OIC, khẳng định vụ ám sát ông Haniyeh chỉ làm gia tăng những căng thẳng vốn có trong khu vực và có khả năng dẫn tới một cuộc xung đột rộng hơn. Liên quan tới vụ việc ám sát xảy ra ngay tại thủ đô Tehran của Iran, ông nhấn mạnh chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ là những nguyên tắc cơ bản trong trật tự quốc tế và việc vi phạm những nguyên tắc có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Liên minh châu Âu EU đã sẵn sàng giải ngân 4,2 tỷ euro, tức khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine sau khi nhận thấy các nỗ lực cải cách của nước này đã đáp ứng yêu cầu. Hội đồng EU ra thông cáo cho biết, đây là đợt giải ngân đầu tiên trong các khoản hỗ trợ và cho vay thường kỳ theo chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Quyết định giải ngân được đưa ra sau khi EU đánh giá Ukraine đã đáp ứng các điều kiện và tiến hành cải cách theo yêu cầu trong các lĩnh vực như tài chính công, doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và giả phá bom mìn. Theo chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine, EU dự kiến sẽ cấp khoản tiền tối đa lên tới 50 tỷ euro, tức là gần 55 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. Hãng Boeing ngày 7 tháng 8 cho biết sẽ thay đổi thiết kế máy bay để ngăn ngừa tái diễn sự cố bung cửa trên không như trường hợp đã xảy ra với máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng hàng không Alaska Airlines hồi tháng 1 năm nay. Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chất lượng của Boeing cho biết hãng đang nghiên cứu thay đổi thiết kế tấm chắn cửa và hy vọng có thể triển khai ngay trong năm nay để ngăn sự cố lặp lại trong tương lai. Phiên điều trần lần này tập trung vào một số nội dung như quá trình sản xuất và kiểm tra máy bay Boeing 737 Max 9, hệ thống quản lý an toàn và chất lượng, cũng như hoạt động giám sát của Cục Hàng không Liên bang và các vấn đề liên quan đến việc đóng và mở cửa. Trong tháng 7, có tới 123 người, chủ yếu là người cao tuổi tại Tokyo, Nhật Bản đã tử vong vì say nắng. Đáng chú ý là hầu hết các trường hợp xảy ra trong nhà. Số liệu sơ bộ do Sở Cứu hỏa Tokyo công bố cho thấy đã có 3.647 cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 để đưa những bệnh nhân nghi bị say nắng đến bệnh viện, tăng 573 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số đáng báo động về tình trạng sốc nhiệt và chính quyền đang khuyến cáo người dân cần có các giải pháp để bảo vệ sức khỏe. Ngoài Tokyo, có tới 57 địa điểm ở Nhật Bản trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt 35 độ C. Cục khí tượng Nhật Bản ghi nhận tháng 7 năm 2024 là tháng nắng nóng kỷ lục kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận nhiệt độ kể từ cách đây 126 năm. Thưa
thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 8 tháng 8 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.